Lý do công an thành phố Thái Bình bắt khẩn cấp chủ khách sạn Điệp Quy. Chủ khách sạn Điệp Quy đã dùng thủ đoạn đánh, đe dọa qua đó cướp xe ô tô hiệu Honda Civic có giá trị hơn 700 triệu đồng của một người khác. Theo cơ quan công an thành phố Thái Bình, bị can Phạm Đức Điệp, chủ khách sạn Điệp Quy ở thành phố Thái Bình được xác định đã dùng thủ đoạn đánh, đe dọa qua đó cướp xe ô tô hiệu Honda Civic có giá trị hơn 700 triệu đồng. Như đã đưa tin, ngày 11 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đức Điệp, 46 tuổi, trú tại tổ 4, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình về tội cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Phạm Đức Điệp đã có hành vi cướp xe ô tô của người khác. Tiến hành lệnh khám xét nơi ở của Điệp tại khách sạn Điệp Quy, địa chỉ tại lô 29, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Công an thu giữ một xe ô tô Honda Civic mang biển kiểm soát 30H 23358 cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Năm 2020, bà N có vay của bà D là chị ruột của Phạm Đức Điệp 600 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng chưa trả. Bà D nhiều lần tới tìm nhưng bà N né gặp mặt. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021, bà D đến chi nhánh một ngân hàng tại thành phố Thái Bình để giao dịch thì vô tình gặp bà N tại đây. Bà D. Yêu cầu bà N trả số tiền 600 triệu đồng đã vay, đồng thời gọi điện thoại cho chồng mình đến ngân hàng để đưa con nợ về nhà giải quyết, vì sợ bà N trốn. Chồng bà D yêu cầu được lên đi cùng xe ô tô hiệu Honda Civic mang biển kiểm soát 30H-23358 mà bà N dùng để đi đến ngân hàng. Khi về nhà, bà D và chồng khóa trái cửa, không cho bà N ra ngoài. Chồng bà D còn dùng tay đè bà N ra để lục tìm giấy tờ, đăng ký xe. Tiếp đó, bà D gọi điện thoại cho em trai là Phạm Đức Điệp đến để cùng giải quyết. Dù bà N nói rằng, xe ô tô này không phải xe của mình mà là xe đăng ký tên công ty. Mượn để đi đám cưới và xin khất đến tháng 4, 2022 sẽ trả nợ, nhưng không được đồng ý. Tiếp đó, vợ chồng bà D và Điệp chửi bới, đe dọa, dùng tay tác vào thái dương bà N, ép viết giấy bán xe ô tô để trừ nợ. Bà N, buộc phải làm theo yêu cầu. Lấy được xe, Điệp lái xe ô tô về cất giấu tại khách sạn Điệp Quy, bà N. đến công an thành phố Thái Bình trình báo, tố giác sự việc. Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, xét thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình đã tiến hành tiếp nhận, thụ lý để điều tra, xác minh giải quyết theo quy định pháp luật.